Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hôm ấy, sau khi đọc sách ngôn sứ Isaiah, Đức Giêsu lên tiếng nói trong hội đường Nazareth rằng: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời kinh thánh quý vị vừa nghe. Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng người. Họ bảo nhau: Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?" Người nói với họ: "Hẳn là các ông muốn nói với tôi câu tục ngữ: Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình. Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào." Người nói tiếp: "Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. Thật vậy, tôi nói cho các ông hay, thiếu gì bà quá ở trong nước Israel thời ông Elia. Khi trời hạn hán suốt 3 năm 6 tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà quá thành Sê-rép-ta miền Sidon. Cũng vậy, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Israel vào thời ngôn sứ Elisa, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-ama, người xứ Syria thôi." Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. Họ đứng dậy, lôi người ra khỏi thành. Thành này được xây trên núi. Họ kéo người lên tận đỉnh núi để xô người xuống vực, nhưng người băng qua giữa họ mà đi.